kênh review chia sẻ với sản phẩm điện máy. Hiện tại cũng đang là đầu hè của năm 2021 rồi. Cái khoảng thời gian mà từ đầu vụ đến giờ thì quý khách hàng đã lựa chọn được rất nhiều cái dòng máy điều hòa khác nhau. Thì trong cái video này em sẽ cập nhật cho mọi người 5 cái model mà máy điều hòa mà trong cái dịp đầu hè năm 2020 được nhiều khách hàng lựa chọn nhất trong các loại thương hiệu, từ dòng trung cấp đến dòng cao cấp mọi người nhé. Các dòng điều hòa này trong video này sẽ là dòng 9000 BTU và có chức năng inverter tiết kiệm điện. Đó, 5 con của cả 5 thương hiệu khác nhau mọi người. Đầu tiên thì dòng em sẽ đi từ trung cấp lên đến dòng cao cấp. Dòng thấp nhất thì sẽ là dòng của điều hòa Copper. Cũng là một trong những dòng điều hòa rất được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp hè năm 2021. Dòng Copper thì đặc thù của nó là dòng điều hòa của Thái Lan và hàng Thái Lan thì rất là được nhiều khách hàng yêu thích rồi. Hàng nhập và bảo hành rất là lâu, bảo hành 3 năm toàn máy và 5 năm của máy lén cơ. Đấy, bảo hành rất lâu. So với các thương hiệu khác thì có thương hiệu chỉ bảo hành 2 năm thôi hay là 1 năm toàn máy thôi. Nhưng dòng Copper bảo hành cho người 3 năm toàn máy và 5 năm máy nén bên ngoài. Thế bảo hành rất lâu. Hàng thì hàng Thái, do đó thì nhiều khách hàng lựa chọn. Dòng 9000 mà một chiều inverter tiết kiệm điện thì bên em bán chạy nhất đó chính là con dòng GC-09TL32. Dòng Copper một chiều inverter tiết kiệm điện chạy ga 32 9000 BTU. Đây con này. Con này mọi người nhá. 09TL32. Công suất 9000 BTU, giá chọn gói lắp đặt của bên em. Bên em báo thì giá thì lúc nào sẽ có chọn gói cả công và vật tư lắp đặt cho mọi người nhá. Tức là với cái số tiền mà mọi người bỏ ra thì mọi người chỉ việc sử dụng thôi chứ không cần phải mất thêm gì cả. Đấy, con này được thiết kế rất là đẹp, có thêm cả chữ Smart ở trên cùng này nữa này mọi người nhá. Đấy, rất là ấn tượng. Dòng Inventor này bên em bán chọn gói cả công và vật tư lắp đặt là 6.990.000 mọi người nhá. 6.990 cả công và vật tư. Đấy, rất chi là đầy đủ. Tiếp đến thì em muốn giới thiệu cho mọi người một dòng tiếp cũng của Thái Lan, hàng nhập của Thái Lan mọi người nhé. Hàng của Electrolux. Thương hiệu Electrolux cũng là một thương hiệu nổi tiếng, cũng chuyên về dòng điều hòa. Hàng thì cũng hàng nhập của Thái. Nên dòng Elect thì bảo hành ít hơn. Bảo hành của nó chỉ vào 24 tháng toàn máy mà thôi. Chứ không được nhiều giống như dòng Copper. Copper là 3 năm toàn máy và 5 năm máy lén. Thì Elect thì năm nay chỉ bảo hành 2 năm toàn máy mà thôi. Hàng cũng hàng nhập của Thái mọi người nhé. Hàng nhập của Thái nên là rất nhiều khách hàng yêu thích. Cái dòng này thì có model. Đây mọi người có thể xem model ở trên cái tem năng lượng của nó nhé. ESV09CRR-C7E. Dòng này thì 9000 BTU, inverter tiết kiệm điện. Chạy ga của nó là ga 32. Hiện tại thì siêu thị điện máy Ecomax đang bán trọn gói cả công và vật tư lắp đặt 7.290.000. Đấy là dọn gói cả công và vật tư cho mọi người. Đấy, dòng này thiết kế cũng rất là đẹp. Đấy, viền là viền bạc. Và cái phần lắp ở phần trên nó được thiết kế sáng và bóng. Nó ấn tượng hơn so với cái dòng thương hiệu khác. Đấy, dòng này thì giá cũng rất là hợp lý. Cũng là chỉ trên 7 triệu một chút thôi. Thì mọi người có thể mua được dòng 9.000. Thì tiếp đến nó sẽ là dòng của một trong những thương hiệu của Trung Quốc. Sau khi đi qua hai dòng của Thái rồi thì em sẽ đi dòng của Trung Quốc. Dòng của Trung Quốc thì đối với tầm giá tầm 9000 BTU inverter tiết kiệm điện thì mọi người có thể mua được cái dòng của Gree. Hàng của Gree, hàng của Trung Quốc. Hàng của Trung Quốc, tuy nhiên thì Trung Quốc hàng của Trung Quốc nhưng mà cái công suất hoạt động của nó rất là khỏe và tốt. Nó cũng không kém gì hàng của Thái Lan. Có những con của Gree mà máy nó chạy còn tốt và bền hơn các dòng thương hiệu lớn như Daikin hay Bala. Nhưng mà hàng Gree em thấy hàng nó chạy rất chi là chất lượng. Dòng Gree thì nó sẽ bảo hành rất chi là lâu mọi người nhé. Gree thì nó sẽ bảo hành riêng dòng inverter, nó sẽ bảo hành cho mọi người là 5 năm toàn máy và 10 năm của máy lén. Đây mọi người để thấy. Bảo hành 5 năm toàn máy và 10 năm của máy lén. Con này thì model là GVC09PP-K3D4. K3DP4. Con này thì hiện tại thì dòng inverter chạy ga là 32. Siêu thị đang bán với giá là 7.490.000 mọi người nhá. 7.490 là chọn gói cả công và vật tư lắp đặt cho dòng 9000 BTU.
Giá cũng rất chi là hợp lý, nó chỉ ngang với dòng của Electrolux và hơn Copper 1-200 nghìn mà thôi. Tuy nhiên hàng của Trung Quốc thì cũng giá thành cũng tốt và máy chạy khỏe nữa, nên là nó cũng sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp hè năm nay. Đấy, dòng 9.000. Đi qua hai dòng trung cấp thì mình có thể lựa chọn những dòng cao cấp. Cao cấp hơn thì sẽ có của Daikin và Bala là hai dòng là cao cấp nhất, như là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đối với dòng của Daikin thì nhiều khách hàng sẽ lựa chọn con FTKA25. FTKA25 nó là dòng tiêu chuẩn thôi, nhưng mà nó cũng có đầy đủ các cái tính năng của dòng Inventor và thiết kế nó cũng sang trọng và hiện đại nữa. Trong này thì hàng của Việt Nam, tất cả cái dòng Daikin thì dòng Inventor thì nó sẽ sản xuất tại Việt Nam, còn dòng thường thì nó sẽ sản xuất tại Thái Lan. Thì mọi người có thể lựa chọn dòng của Việt Nam bởi vì nhà máy họ được chuyển sang Việt Nam rồi. Model của con này sẽ là FTKA25UAVMV. Dòng Inventor của Daikin thì sẽ bảo hành 1 năm toàn máy và 4 năm máy lén. Dòng này thì sẽ chạy ga là ga 32. Giá chọn gói lắp đặt của nó sẽ rơi vào là 9.690.000. Nó sẽ cao hơn các dòng trung cấp khác tầm độ hơn 2 triệu đồng. Mọi người có thể lựa chọn dòng cao cấp như thế này, hoặc là lựa chọn qua dòng của Panasonic. Panasonic thì hiện tại sẽ có các dòng model mới của năm 2021 mới ra. Đó là con XPU9XKH. XPU9XKH sẽ là model thay thế cho con XPU9WKH của năm 2020. Đấy, dòng này thì vừa mới ra xong, giá thành thì cũng được điều chỉnh bằng mấy năm 2020. Giá của nó hiện tại đang bán với giá là 9.890.000. Đấy, tức là nó sẽ đắt hơn cả bên Daikin. Đắt hơn Daikin tầm độ 6.600.000. Bala là giá là cao nhất. Chọn gói lắp đặt của hàng của Malaysia mọi người nhé. Dòng Panasonic hàng Malaysia bảo hành 1 năm toàn máy và 7 năm máy lén. Dòng 9.000 BTU, Inventor tiết kiệm điện, chạy ga 32. Thì đấy là 5 con dòng máy điều hòa. Hiện tại thì cũng là đầu của hè năm 2021 được nhiều khách hàng lựa chọn nhất. Thì mọi người có thể tham khảo 5 model này, hoặc là có thể tham khảo thêm các cái model khác ở website ecomax.vn để được tìm hiểu nhiều cái model hơn. Đấy. Bên em có bày bán thì rất nhiều các dòng điều hòa ở đây. Mọi người có thể tham khảo qua website hoặc là đến trực tiếp tại sàn thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người. Tất cả thì sẽ giao hàng vận chuyển lắp đặt tại nhà. Giá thì sẽ chọn gói lắp đặt rồi, mọi người chỉ việc sử dụng thôi, nên là giá đó thì chọn gói cả công và vật tư cho mọi người rồi. Rồi, nếu mà mọi người yêu thích thì có thể liên hệ đặt hàng qua website hoặc là qua số hotline của siêu thị. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.